Mời bà con và quý vị đến với chuyên mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Thưa bà con và quý vị, trong hơn 7 tháng qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở 10 huyện, thành phố đã gây thiệt hại nhiều tỷ đồng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế. Nhờ sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến nay bệnh dịch tả lợn châu Phi có xu hướng tạm lắng. Dù vậy, thời điểm này, các hộ chăn nuôi cần thận trọng khi quyết định tái đàn. Bệnh dịch tả lợn châu Phi có chiều hướng suy giảm cùng giá lợn hơi phục hồi những tuần gần đây, khiến người chăn nuôi dục dịch tái đàn với hy vọng giá lợn hơi sẽ tăng mạnh vào dịp cuối năm. Để tránh thiệt hại do dịch bệnh, Tri Cục Thú Y tỉnh chỉ đạo các địa phương không tái đàn ở những cơ sở chăn nuôi đã bị bệnh dịch tả lợn châu Phi khi bệnh dịch chưa được khống chế hoàn toàn. Nếu các cơ sở chăn nuôi cố tình tái đàn sẽ xử lý theo quy định của pháp luật, khi xảy ra bệnh dịch phải tiêu hủy, lợn sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của nhà nước. Đối với các hộ chăn nuôi, cần ứng dụng theo phương pháp an toàn sinh học, giảm chăn nuôi nhỏ lẻ. Các địa phương cần xây dựng liên kết chuỗi từ chăn nuôi, giết mổ đến chế biến tiêu thụ sản phẩm để phát triển hiệu quả, bền vững. Hiện nay, cây có múi đang ở giai đoạn phát triển quả, lại đúng vào mùa mưa, nên trên một số diện tích đã và đang xuất hiện bệnh loét hại cây. Để bảo toàn năng suất chất lượng, chủ vườn cần tăng cường các biện pháp phòng trừ ban đầu viết bệnh là những đốm chấm nhỏ màu vàng trong sau đó đậm dần rồi hóa nâu gồ ghề trên bề mặt xung quanh vết bệnh có một quầng vàng rõ rệt các vết bệnh có thể rời rạc hoặc kết dính lại tạo thành một mảng lớn trên bề mặt lá trên quả bệnh làm cho quả xấu mã thậm chí gây rụng lá và quả bệnh phát triển mạnh trong mùa mưa độ ẩm không khí cao tốc độ lây lan khá nhanh qua nước mưa nước tưới bà con cần cắt bỏ và tiêu hủy các bộ phận bị bệnh bón phân cân đối hợp lý theo từng giai đoạn để tránh ra đọt non liên tục. Khi trong vườn có bệnh xuất hiện không nên tưới nước thẳng lên tán cây sẽ làm cho mầm bệnh lây lan mạnh, phun thuốc định kỳ theo khuyên cáo của ngành bảo vệ thực vật để bảo vệ các đợt lọc non và quả, phun 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau từ 7 đến 10 ngày. Những năm gần đây, chuối là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, được bà con lựa chọn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Tuy nhiên, giai đoạn phân hóa buồng, chuối thường bị nhiều loại sâu bệnh tấn công. Để bảo toàn, năng suất, chất lượng khi thu hoạch, bà con cần lưu ý. Gia đình ông Trần Ngọc Năm, thôn Kệ Châu Ba, xã Phú Cường, thành phố Hương Yên trồng khoảng 3 hecta chuối. Do để mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật cộng với kinh nghiệm tích lũy được sau nhiều năm trồng, đã đem lại cho gia đình hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với trồng một số cây rau màu khác. Thì chuối thì nó bị bệnh là một là cái bệnh thán thư, hai là cái bệnh đốm lá. Theo như tôi mà sử dụng cái thuốc amitatop một cái xịt co thì vào đúng thời điểm là khi thời tiết của tháng 4, tháng 5, tháng 6 là cái thời tiết nóng ẩm thì cái thứ nhất là cái bệnh thán thư và cái bệnh đốm lá thì nó phát triển nhiều. Thì thời kỳ nụ bấy giờ là tôi sẽ sử dụng cái thuốc đấy là có hiệu quả hơn. Hiện nhiều diện tích chuối đang ở giai đoạn phân hóa buồng hoa, song do sức đề kháng kém, cộng với sự tấn công nguy hại của nhiều đối tượng sâu bệnh, làm xuất hiện hiện tượng rách lá, vết đốm vàng và bệnh thán thư, bệnh phát triển mạnh vào mùa mưa và mùa có xương ẩm ướt. Nếu không phòng trừ kịp thời, sẽ ảnh hưởng tới chất lượng và năng suất khi thu hoạch. Thứ nhất đó là cái bón phân cân đối. Sau đó chúng ta có thể sử dụng một số những cái loại thuốc mà cũng là theo bà con nông dân là rất đặc trị cho cái bệnh hại cây chuối. Ví dụ như là cái thuốc Amistatop à, hoặc là Score phun thẳng vào các cái lá chuối hoặc nếu như cây đã có quả có thể phun vào quả thì đây là vừa bảo vệ được cái, cái bộ lá của nó xanh, à, sạch bệnh và khỏe mạnh hạn chế kể cả cái việc mà rách lá chuối. Ngoài các biện pháp trên bà con cần vệ sinh vườn sạch sẽ, cắt tỉa lá già và lá bị bệnh đem đốt. Ngoài ra bà con cần làm rãnh thoát nước tốt cho vườn chuối trong mùa mưa. Bà con và quý vị vừa theo dõi chuyên mục thông tin cùng nhà nông của Đài Phát thanh và truyền hình Hương Yên. Cảm ơn bà con và quý vị đã dành thời gian theo dõi.